Mượn banh, mượn banh. Nè. Anh chị em giúp chị rồi. Một nè. Anh chị em giúp chị. Anh chị đi luôn, anh luôn. Anh luôn, anh luôn. Cái gì vậy? Một tay à. Dàn lên. Mau giúp chị à. Thằng bớ nó bỏ không thành đâu. Bớ nó bỏ không thành đâu. Muốn banh, muốn banh, muốn banh. Thằng bớ bỏ không thành đâu. Hiện khỉ đấy. Bữa nay nó biết y lụm sao đắt xô quá thở. Dàn lên. Dàn hết sức đâu. Chàng kia, chàng lên, chết. Hết đưa ra thằng thằng hạ giá vô. Cái bàn thắng vàng á. Chạy chứ. Ăn đâu. Còn bố giờ cạn hết đi. Sao thú mông ra ngoài đâu. Ăn luôn. Hợp phía đâu. Mì ngon á. Đâu ăn đâu. Ăn đâu. Ra đâu thú mông ra đâu. Đâu. Thú mông. Dăng lên. Thành. Mới. Mới này hay á. Chút nào vậy? Tôi về nè, bên cái giò ba thằng trên tôi về thua nè. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
mấy giờ chú Sơn? các bạn không cần lộn nha. Kêu coi chiếc xe cấp anh em. Để lấy á. Đi cho cắt lốt tung vô à, cắt lốt cứ ra ngoài. Cua. Em lên đâu? Ghế cây. Ý này mà ý bèo không? Ý là ý gì? À bớ bỏ không thành đâu. Giang kia. Trên cơ đâu? Trời ơi. Làm em ngủ. Làm lắm luôn. Nó đi thâu một quả mờ đi chi. Ta làm miếng tà đào á, xem hết giờ chưa chứ? Có anh 10 phút nữa coi. Cá ngư quá. Nhớ cuốc rồi đâu. Ấu theo đài cuốc. Đài cuốc á, sao nó dừa. Cháu đi bét không nhớ. Để thành nàng cái nhẹ. Dạ xuống đất tập. Trong sự bên đây, đây.
Lui về, lui về. Bên giờ hết sức đâu. Bên giờ hết sức đâu. Rất tiền. Thông báo bên giờ hết sức ở lô bè phủ lên anh à. Đi bộ hết đâu kia. Bảy giờ 16, 8 giờ 16 phút con. Ờ Quân đang đá mà ai coi con. Con đang đá mà ai coi vậy? Con đang đá mà ai coi? Quân Trung. Con Quân Trung đúng không? Niết mà nó Quân Trung mà. Ai xem ấy? Giang chị ăn bớ nó bỏ không thành mặt bà không thua Giang. Ờ thằng Phước nó hay không? Phước này được á con. Thằng Phước hay. Nước ai vậy? Đâu rồi, uống rồi con. Chạy Giang. Tin tin. Giang chuyền ngược lên khỉ ăn đầu. Bỏ anh chạy á. Chó nghỉ giờ chưa vô sân hả con? Không vô đi. Không vô đây là chưa vô.
Gác lại. Đây, phạm lỗi. Giang, Giang, thằng khỉ nó có béo con chẹo qua mạnh đây nè. Ờ, cứu vô, thằng nào chiên bớ kia. Hàng chờ nó hàng đó.
Hít đứng sau vô khung thành nó hít. Dạ, Giang khứa Giang. Chiên khung thành đây đâu. Xác bớ vô. Giang khứa vô Giang. Giang khứa vô Giang. Ông mới hay chứ. Thôi con khỉ liều mạng cưa cho. Nóng lên nó hết rồi con. Này đâu kìa kìa, đắp lên. Lạnh hay? Thôi đứa nào có áo lạnh không? Có kìa. Mày áo. Ừ. Quang Phước luôn. Bỏ dàn cơ đi. Ờ đã đi, bỏ đường cho anh được đâu. Đáp lên. Tốt lắm.
Hết thì một. Để ở đâu rồi xuống được. Em mua á. Vàng lỗ đai mà mệt quá. Đó mất. Biết sáng vàng vô ta. Vàng không có xô. Ok lên. Mượn cái banh đi, mượn cái banh đi. Mượn banh xeo con á. Ra ngoài tiếp. Theo chạy theo. Mày vừa nhà tiếp luôn á. Cái này đâu á. Cảnh mai gồm hết mấy lỗ mười đá với hết trường tôn chuyện ấy. Lỗ mười của mình qua bển á. Ờ mà nay Hy chẳng nó bị chấn thương đâu. Chẳng bị chân nó bị sưng cà neo. Mày ném hết biết ném luôn mà. Nó chưa giờ nó lạnh ngốc á. Bây giờ nó giờ nó nhiễm nước rồi nó bị sốt á. Bữa con đá đi đá xong ném lòng cha ông đi ông ném quần đi. Tao là ném quần tem. Không có. Thằng đây bình thường, thằng đây bị ném. Mày. Nó chưa nó lạnh ngốc á, giờ nó nhiễm nước á. Hai thằng ngục tàu giật luôn. À đúng rồi. Đây lạnh ngắt mà đụng đây lạnh ngắt đây nóng mà đây đụng vô nóng đây, đây lạnh ngắt. Tém quan trọng gì tém quan trọng gì. Tém người mình nóng lên cho người mình lạnh này. Ba luôn. Con bị sốt rồi đó. Bây giờ con vô con đá mà hâu con đà nó hết. Con này nó đá nó chạy nhiều. Vô đâu? Chặt vô luôn. Đó, bên nào mua bốn điều không? Đâu mua luôn. Biên mua bốn điều không? Bốn điều không? Ờ, bốn điều về đây con. Dốc chó nha, cái mặt này dốc chó lắm nha. Đó, nó dạy cho đường ăn gì, bên con, bên nó cũng khó lắm. Bên nó bữa giờ tính ra nó mật độ thi đấu gì đặc luôn á. Sáng tập mỏi mòn luôn á. Mưa còn đuổi con cây á, mình quăng đi, cả chiên quăng à, cũng như mua hết. Nó không sáng đã ép vào cái đường trí cho thiệt ra lũ nó đá nó, sáng nó tập mệt đường trí vô nó càng mà chừng nhìn ra đủ hình con ở trò quá thua phải sáng còn đâu có người đâu thôi lần thua cái bốn không gian luôn chỉ gì bữa đá cái ông Giang bị dứt trúng cái tay, Giang đá trúng cái tay. Được á, được á, ngon á. Gì bán cái không nào? Chân nóng mồm cái tay. Giải phước. Hiền Ngô. Ồ, Hiền Ngô. Hai một. Phát, phước giải phước, được á. Được. Đừng có đá xấu người ta được, đá giải được á, đừng đá xấu được. Nhưng nào kiếm tay biết đâu. Kiếm tay chứ. Được á, chừng nào đá xấu người ta la thôi, còn giải bình thường. Giang nhận này.
chưa đẹp. Lúc đầu mai đẹp. À, giấy thì gương nó cầm tiêu nó cầm. Mai Giang hẹp thể dục qua gỡ Giang qua. Rồi chiều chốt luôn rồi thứ hai thứ ba có luôn. Giờ còn theo người nó còn lấy cho con. Phải lấy nữa hả chứ? Chỗ này đâu có để xuống mua nợ ai mua bán con. Còn em nó xíu rồi là đẹp xem được tiền. Tập rồi tập lao á. Không, cái nem đã bị rồi, không được. Để cái nem nó xíu lúc nào nhất. Tao bắt lại vươn nó hay đấy, anh vươn. Ờ Phúc được con ha. Ờ, Phúc là mình á. Bên này nó ham lắm mà, mày ham Phúc lắm. Ý á. Ở thằng danh gì đâu hả? Danh gì đâu. Danh gì đâu. Danh hết sức rồi, chiều đá kèo kia hết sức rồi sao? Ai? Danh. Sáng đá mùa 1 giờ sao? Đá mùa 1 giờ luôn. Đá cái chữ không? Có mát tao đi nguyên nhân nữa. Giờ nhà mình tao nữa. Thì bị khùng hay sao? Ôm. Nó muốn chết luôn mày, nó đầu tao xem toàn. Tôi mày thấy hồi sáng rồi, tao đá cái đợt đầu rồi, tao đá đợt đầu tự nhiên đá sau. Mấy điên hung luôn, tao không thấy luôn. Nó trốn á. Cha nắng á con, nó bị xe nắng á. Nó bị trốn. Xe nắng á. Con 12 giờ la đi tắm biển đi. Tao mấy giờ gì rồi, tao 3 giờ. Thì thấy tắm biển đồng xuống ốc luôn. Ai, đừng mặt con. Thì tao nè. Lạnh gì mà được nem ký nhiều vậy? Không, chú Thông. Đứa lạnh giỏi vậy. Bên luôn. Ông bồ biết à. Vậy mà tưởng mua cái nhiều cho lạnh mà ghê đó. Hơn nem ký. Ông bồ biết làm, anh ngon đó. Lạnh giờ con bệnh luôn nè. Nó lạnh nè. Nhưng mà con vô con đá dễ mà không con hết. Dọn là ngã rồi luôn. Tí. Tí họ về bệnh con đá xong rồi dừng phí đi. Đi ăn đỡ, để thiết cho em đỡ. Giang mở ra. Tiền cái giờ lít qua lít lại gót.